Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến quý khách hàng một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến cho khách hàng. Cũng như căn nhà này thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 14m và được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì có sân để xe gắn máy, gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp cũng như 4 phòng ngủ chính và 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng chính nam, của khách hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Đặc biệt của căn nhà mình thì nằm trong khu phân lô, nhà lầu đồng bộ rất là đẹp và mình sẽ chiếu sơ qua cái khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà để nhà hàng cùng tham quan. Thì căn nhà mình nằm trong khu nhà lầu đồng bộ và được các chủ nhà thiết kế full nội thất tặng kèm và chỉ với giá 6 tỷ 800 triệu đồng. Còn thương lượng là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ, một cái khu vực mới được xây dựng cũng như đã về ở hết rồi, chỉ còn sót lại một căn nhà duy nhất. Thì hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến xin quay video để gửi đến quý khách hàng đang có nhu cầu và cũng đang muốn sở hữu cho mình một căn nhà chỉ với giá hơn 6 tỷ, thì quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được Nhà đất Hoàng Tiến đón quý khách hàng đi xem một căn nhà đẹp còn sót lại tại trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp này. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế theo phong cách kiến trúc rất là đẹp phía ngoài. Mình có những cái ban công vuông và có những cái mảng chỉ nối trang trí và lan can được làm bằng sắt đúc sơn nhũ đồng. Và mình có những cái hệ thống đèn chiếu sáng. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà. Thì phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có một cái khoảng sân khoảng độ hơn 2m mình để xe gắn máy. Cũng như khoảng sân này thì cũng đã được các chị nhà ốp gạch đá cao lên kín tường. Phía bên trên thì mình cũng được lợp mái che chắn rất là kỹ càng. Và khoảng sân này thì mình cũng có thể để được tầm khoảng độ 4 đến 5 chiếc xe gắn máy. Di chuyển vào bên trong là mình sẽ đến với lại khu vực không gian phòng khách chết trệt của căn nhà. Thì mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm xin pha, kính cường lực 10 ly phía bên ngoài để bảo vệ cho căn nhà. Với hai lớp cửa và di chuyển vào bên trong là khu vực không gian phòng khách chết trệt căn nhà. Thì mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa đã được anh chị nhà sắm sẵn để tặng kèm. Và phía bên trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng, đèn chùm. Khu vực ở dưới tầng trệt này thì anh chủ nhà thiết kế để gia đình mình làm phòng khách, và nếu gia đình mình có nhu cầu để làm gara để xe hơi ở dưới tầng trệt này thì phòng khách mình sẽ có một cái phòng khách ở phía bên trên tầng lửng của căn nhà với hai phòng khách để cho gia đình mình sử dụng. Cũng như di chuyển vào bên trong khu vực không gian phòng bếp căn nhà thì tủ bếp, kệ bếp căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ cam xe, mặt đá hoa cương. Không gian phòng bếp căn nhà mình rất là rộng, được các chị nhà ốp gạch đá cao lên kín tường, rất là sạch sẽ và rất là thoáng mát. Cũng như mình sẽ có một cái nhà vệ sinh ở phía sau căn nhà và một cái sàn rửa ở phía sau để mình có thể rửa cũng như sử dụng khu vực ở dưới tầng trệt của căn nhà, khu vực phía sau không gian phòng bếp. Tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực không gian phòng khách thứ hai căn nhà, phòng khách tầng lửng. Thì căn nhà mình được thiết kế có hai phòng khách để gia đình mình có xe hơi mình để bên dưới. Thì phòng khách của mình sẽ được dời lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà, và đây là khu vực không gian phòng khách tầng lửng. Thì phía ngoài mình sẽ có những cái lam được làm bằng sắt, và bên trong thì mình có những cái mảng tường được dán giấy trang trí rất là đẹp. Một cái không gian phòng khách tầng lửng được các chị nhà
để trống rất là rộng rãi, rất là thoáng mát. Và di chuyển ra khu vực phía trước thì mình sẽ có những cái lam gỗ để trang trí, và phía bên dưới là khu vực không gian phòng khách của căn nhà. Và chỉ với giá 6.800.000 đồng, còn thương lượng là quý nhà có thể sở hữu một căn nhà nằm tại khu nhà lầu đồng bộ, khu phân lô thuộc trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, với một căn nhà được thiết kế cũng như toàn bộ cửa bên trong căn nhà được làm bằng gỗ cam xe, rất là bền và rất là đẹp. Sàn nhà mình thì được lót gạch đá giá gỗ. Bên trong không gian phòng ngủ thì mỗi phòng ngủ mình sẽ có một cái giường để tặng kèm. Phía trước mình có ban công, cửa sổ để đi ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng, rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Đây là không gian phòng ngủ phía trước căn nhà và nhà vệ sinh. Mỗi phòng ngủ của mình thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh riêng biệt, sử dụng rất là thuận tiện, có vách ngăn tấm kính, hệ thống lavabo bàn cầu Toto, cũng như được ốp gạch đá cao lên kín tường, rất là sạch sẽ và rất là thoáng mát. Thì quý hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón khách hàng đi xem một căn nhà đẹp nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã ba Phạm Văn Chiêu cũng như cây Trâm, và nay thuộc đường Nguyễn Văn Khối, thuộc phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và chỉ với giá hơn 6 tỷ một chút xíu là quý nhà có thể sở hữu cho mình căn nhà đã có giấy tờ hoàn công đầy đủ, cũng như bản vẽ, cũng như bản thiết kế thi công. Căn nhà mình thì được thiết kế khu vực cầu thang rất là rộng, được anh chị nhà làm cho mình những cái lan can được làm bằng sắt sơn nhũ đồng, và tay vịn được làm bằng gỗ cam xe, rất là bền và rất là đẹp cũng như rất là chắc chắn. Với bậc tam cấp di chuyển căn nhà rất là thấp, mình có thể thuận tiện cho người lớn tuổi cũng như người hạn chế đi lại thì rất là thuận tiện. Với bậc cầu thang căn nhà mình thì chỉ cao tầm cỡ khoảng 15 phân thôi, cho nên mình di chuyển mỗi khi lên xuống rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Với căn nhà đang có hướng là hướng chính nam, phù hợp chủ nhà thuộc mệnh Đông Tứ Trạch, và căn nhà mình thì chỉ cách đường trục chính đường Phạm Văn Chiêu khoảng độ 5 đến 70 mét thôi, với một con hẻm một trục, hẻm xe hơi xe tải di chuyển vào căn nhà của mình và vào khu phân lô nhà lầu đồng bộ căn nhà mình, rất là thuận tiện. Một căn nhà nằm trên một cái khu phân lô nhà lầu đồng bộ rất là đẹp, và chỉ với giá hơn 6 tỷ thì quý nhà có thể mua để ở, mở văn phòng công ty, cũng như mình mua đầu tư và mua cho thuê với giá hơn 6 tỷ để mình mua để dành, thì rất là mềm. Với một cái giá chỉ hơn 6 tỷ là mình sở hữu một căn nhà mới đẹp và đã có sổ hồng hoàn công đầy đủ, cũng như sổ hồng riêng mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Và đây là khu vực phía sau căn nhà, khu vực ở sân thượng. Và căn nhà mình thì nằm trong khu nhà lầu đồng bộ. Khu này thì mình có khoảng độ 150 căn với 3 hẻm. Và phía trước là khu vực không gian phòng thờ cũng như sân thượng, thì đang được anh chị chủ nhà khóa cửa, nên là nhà đất Hoàng Tín xin chiếu sơ qua để cho khách hàng tham quan. Rồi, video nhà đất Hoàng Tín ở đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà trong những video tiếp theo.